trai chị Quỳnh. Ủa Nhi hả? Dạ em đây. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp Nhi đó nha. Sáng sáng luôn kìa, đẹp quá. Nay đẹp như vậy cho em xin cái live stream nha chị Quỳnh. Ok bé. À xong luôn rồi nè chị. Dạ. Trời ơi Nhi, em xem tuổi da chị dạo này sao? Đẹp lắm luôn á, trời ơi, sao xác nhận không ra luôn đó chị. Sáng nay mấy tâm này nhìn trẻ hẳn luôn đó chị. Thì đó, chị cũng thấy trắng hẳn thôi Nhi hả? Đúng rồi, trắng hơn mấy tuổi lên mọi người nhìn cái da của chị Quỳnh nha. Hiện tại là da mộc 100% luôn đó mọi người. Chị vừa bước từ bàn tắm trắng ra nha, chưa bôi kem luôn. Là da cực kỳ sáng nè, cực kỳ đều màu và cực kỳ là bóng mướt mềm mịn luôn đó mọi người. Rồi như rồi đi chăng da em bé luôn đó chị. Mê luôn á. Lần này em thấy chị trắng rõ phải không? Dạ đúng rồi, quá sáng luôn đó. Lên chắc 3-4 năm tông luôn đó chị. Mọi người gặp chị cứ bảo chị là hả dạo này đi nhuộm da ở đâu vậy? À đó, mà hôm nay á là da nó trắng rõ như thế này nữa. Dạ, này là đẹp nha, này phải cho em cái xin cái review chân thực nha. Ok bé. Để cho mọi người ai đang muốn tắm trắng thì người ta có động lực người ta tắm. Dạ, thì không biết là chị tắm hôm nay là buổi thứ mấy ta? Tính ra hôm nay chị tắm buổi thứ 5 rồi nha. Buổi thứ 5, chị cảm thấy da chị như nào? Trời, nói thật ra là chị không nghĩ là da mình trắng vậy đâu. Chỉ sau một tháng nhưng mà cái buổi đầu tiên chị tắm á Nhi là chị không có hài lòng. À. Tại vì chị thấy là nó cũng trắng, không có trắng lắm. Đấy nhưng mà tới sang buổi thứ 3 á, là gần như là da chị nó trắng lên mà nó bật 3 tông đó nha. Dạ. Nó tới tận hôm nay buổi thứ 5 rồi thì gần như em thấy rồi đó. Trắng sáng rõ là, rệt luôn. Dạ đúng rồi, bởi vì bên em á chị là không có dùng chất lột tẩy nha. Thành ra là không có thể một buổi một và trắng bóc bọc là không có. Nhưng mà mình sẽ sáng dần đều theo mỗi lần mình tắm. Và quan trọng là da chị nó vừa sáng này, bóng này, đều màu và nó khỏe da, không có làm da mình bị yếu và ăn nắng khi mình đi ra khỏi hồi nắng. Thì à, nên là bây giờ em xin phép chị là được show cái hình ảnh của chị Quỳnh. Ngày đầu tiên chị bước chân là lavender nha, cho mọi người cùng xem cái hình ảnh của mình xíu nha. Thì đúng rồi, bé sầu sâu chứ thì chị nhìn mấy cảnh nó chị ngại ghê. Dạ đây mọi nhìn nó quá. Dạ đây mọi người ha, chị Quỳnh khách VIP của em ở dưới Cần Thơ lên nè, tuần nào cũng lên, đều như vắt chanh luôn, một tuần lên một lần. Thì mọi người có thể nhìn hình ảnh của chị Quỳnh trước khi tắm trắng tại lavender nha. Thì da của chị thì hơi ngăm đen. Và đây cái làn da này là da hơi xịn màu, nhưng đi nắng nhiều đúng chị. Chứ da bản thân của chị thì da không có đen chị ha. Đúng rồi, thật ra hồi con gái như chị rất là trắng. Yeah. Nhưng mà em cũng biết là bây giờ chị làm bất động sản đúng không? Chị đi lại nhiều vô cùng, chị dẫn khách đi xem đất đai này kia. Yeah. Nhiều khi họ chị cũng bôi kem chống nắng này, chị dưỡng tùm lum hết nhưng mà không ăn thua. Đấy. Nhiều khi đi với khách hàng của mình em cũng biết đó, người ta vừa xa, người ta vừa trắng. Dạ. Còn mình thì chị trông có tiền chứ không phải không. Dạ. Mà sao trông chị có đen nhẽ mà quê quê đó như thế không? Nhưng mà nhờ có bên em á, tính ra tắm trắng bên Nhi cũng lâu rồi phải không? Đúng rồi. Đấy cho nên bây giờ chị đó, chị nhận được cái kết quả thì em cũng thấy rồi đó. Dạ. Rất là trắng, rất còn mướt nữa. Dạ đúng rồi, trắng mà rất là tự nhiên chị ha. Này là gọi là đúng là xứng đáng chạy từ dưới Cần Thơ lên đây chị ha. Dưới đó bao nhiêu thẩm mỹ viện thì chứ đâu phải ít đâu. Thì dạ. Đó em biết không, ông chồng chị á, ổng cứ suốt ngày phàn nàn chị, bảo là ủa sao dưới đấy đầy thẩm mỹ viện ra mà còn rẻ hơn trên này nữa Nhi. Dạ đúng rồi. Sao mà chị cứ phải lặn lội chị lên đây vừa đắt vừa xa nữa. Yeah. Nhưng mà em cũng biết tính chị đó, chị mà đã mua cái gì chị xài cái gì là phải là hàng rất hàng là tốt. Đúng rồi, rất là chịu chi và chịu chơi rồi mọi người. Chị Quỳnh là cái gì vô là tốt nhất, lấy cho chị, tốt nhất là lấy cho chị không có suy nghĩ đấy, luôn. Em cũng biết rồi đó, chị rất là chịu chi. Yeah. Cho nên là khi mà chị lựa chọn cái thẩm mỹ viện bên em mà chị cũng xem xét rất là kỹ rồi. Yeah. Đó mà thẩm mỹ viện bên em là thương hiệu như lớn nhất Việt Nam rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên là để đúng bây rồi, giờ nhận lại được một cái kết quả này em thấy rất chị rất là ưng. Dạ rất là xứng đáng, nên là bây giờ anh chồng chắc là không có phàn nàn nữa đúng không chị? Bây giờ em biết không, ổng mà suốt ngày hỏi chị là khi nào đi tắm trắng. Dạ. Để mà chủ động chở đi nha. Mà dạ. Mà da trắng vậy suốt ngày cứ vuốt ve thích vuốt ve hoài. Dạ đúng rồi, đẹp như này, vợ đẹp như này là sợ, rất là sợ mất vợ mọi người, nên là lúc nào cũng phải đi kè kè với chị Quỳnh luôn đó mọi người. Nói như về mùi còn thơm nữa đúng không, đúng hít hà hoài luôn. Mà cái mùi bên em như là mùi thảo dược đúng không Nhi? Dạ, tại đúng vì rồi. Chị thấy là chị đi từ Sài Gòn về Cần Thơ nhưng mà nó vẫn còn lưu hương. Dạ đúng rồi, bởi vì là cái tinh chất bên em dùng với chị Quỳnh á là tinh chất noãn thực vật trong cộng emactim này nè, là cái tinh chất này là từ gọi là hoàn toàn từ thiên nhiên. Nên thành ra cái mùi nó rất là dễ chịu luôn, nhẹ nhàng và cực kỳ là an toàn nha, không bao giờ gây vàng lông nè, bào mòn lột tại da cho mình. Mình càng tắm là da mình càng đẹp, càng mở mỡn ra đó chị. Thì và đó, kết hợp vào đó mình làm cái máy mát steam nữa, công nghệ máy rất là xịn sò. Thì cái công nghệ này là bên em nhập khẩu nguyên chất tự ý về đó, nên là chị tắm hiệu quả nó cực kỳ cao. Tại vì như biết sao, lúc mà chị nằm cái máy này á, chị đã thấy nó xịn rồi, cái máy mát steam này so với mấy cái máy cầm tay của bên khác thì thực sự là em cũng thấy rồi đó. Dạ đúng cho rồi. Nên là chị làm liệu trình bên Nhi, em có thấy bây giờ chị chơi đắt không? Dạ đúng tiền rồi. Nào thì cũng lấy thôi đó. Nhi. Đó. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ mình bỏ tiền ra, mình lựa chọn chỗ rẻ thì có phải khi em tắm xong cái kết quả nó không muốn, em mất công em phải làm lại đâu, vừa tốn công này vừa tốn sức của mình nữa. Dạ đúng rồi đó, chị. Cho nên là chị chọn cái gì chị chọn ngay đầu tiên, chị chọn cái tốt luôn. Em cảm ơn chị nhiều. Thì cái này cũng nhiều chị feedback bên em như vậy đó. Tức là các chị cũng nói là đi rất là nhiều nơi rồi và cuối cùng là về lavender là không muốn đi đâu nữa. Tắm quá là đẹp và quá là an toàn, phục vụ quá là chu đáo. Nên là các chị rất là thích tắm ở lavender. Đó. Mà chị biết sếp Trang em rồi đó. Sếp Trang em là đủ kỹ tính đúng không?
độ chịu chi là phải nhất luôn, và thứ hai nó rất là kỹ tính. Từ những cái sản phẩm các chị làm nha là sếp phải kiểm tra rất là nghiêm ngặt, có nguồn gốc rõ ràng sếp mới nhập vô, và ngoài ra là máy móc là sếp đầu tư những cái gì mà xịn nhất, tốt nhất thị trường sếp mới đầu tư. Là các chị làm đẹp ở Lavender là các chị cứ yên tâm làm đẹp thoải mái đúng không chị? Chưa nghĩ sao em, đó là lý do mà chị chọn Lavender bên em đó. Tại vì chị xem nhiều rồi, thấy người nổi tiếng tàn qua bên đây làm Phương Trinh rồi các thứ rồi qua đây làm quá trời luôn, cho nên chị nghĩ là bên em phải chuẩn thì lúc đó mới gây dựng thương hiệu lớn mạnh từ xưa nay được. Dạ đúng rồi, các anh chị diễn viên rất là nhiều, nên là chị cứ yên tâm chị làm, công nghệ máy móc phục vụ chị cứ yên tâm chị làm đó. Cứ một tuần chị chịu khó chị đều đặn chị lên bên một lần, nếu mà khi nào bận quá thì hai tuần chị lên một lần. Thì công việc cơ bản là của chị Quỳnh là cũng hay ra nắng, đúng rồi, đúng nên rồi, là chị Quỳnh giúp em là chị bôi kem chống nắng thêm để bảo vệ cái da mình nó được tốt hơn đó. Và lâu lâu cứ đi về da hơi đen đen sạm sạm xíu là chị cứ qua bên em tuốt một cái là lại trắng như ban đầu liền đó chị. Tất nhiên rồi, chắc chắn là chị sẽ qua bên em, chị làm bên em quen rồi mà Nhi. Đúng rồi. À đúng rồi Nhi này, lát nữa có gì em chốt cho chị cái thẻ mới á, tại vì cái thẻ cũ á thì cái liệu trình của chị nó hết rồi. Đó cho nên là chị là một tuần phải lên đây một lần. Ngoài tắm trắng ra chị thấy mấy bạn kỹ thuật viên bên em á kiểu như là chị vừa tắm vừa massage, không có upsell trèo kéo như mấy bên khác, cho nên chị rất là thoải mái. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Trời ơi mới sáng rồi chị mở hàng cho mình mừng quá luôn á. Dạ thì cảm ơn chị rất là nhiều nha. À, lát nữa thì chị bây giờ chị cứ tắm đi, mình tắm xong mình bôi kem rồi xuống em chốt cho chị thêm cái thẻ mới để chị làm dịch vụ bên em ha. Rồi ok, cảm ơn Nhi nha. Tình quá trời luôn á. Cảm ơn chị nhiều. Dạ.